Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội với tỷ lệ là 91,51% các đại biểu tán thành. Theo nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định áp dụng trên địa bàn một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của thành phố Hà Nội như phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo luật phí và lệ phí, điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành theo luật phí và lệ phí, trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hưởng 100% Việc thí điểm thực hiện chính sách thu phí trên địa bàn thành phố thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm có lộ trình phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, yêu cầu phát triển của thành phố, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề ưu đãi đầu tư. Ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí và được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 và được thực hiện trong 5 năm.